Hiểu được 10 điều này, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Thưa quý vị, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Quan trọng là cách bạn đối diện với nó, cũng như thái độ của bạn dành cho những vấn đề mình gặp phải. Hiểu được 10 điều này, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Thứ nhất, công việc không phải là tất cả của bạn. Dù là thời điểm nào, cũng hãy nhớ rằng công việc chỉ là một phần của cuộc sống, chứ không phải là tất cả. Bạn cần hiểu rằng, dù bạn đang làm những công việc đau to búa lớn, ảnh hưởng đến cả thế giới, hay chỉ là những công việc vụn vặt, không ý nghĩa, thì những công việc ấy cũng chỉ nhằm giúp cuộc sống của bạn tốt hơn mà thôi. Thứ hai, tiền bạc không mua được hạnh phúc mà bạn mong muốn. Tiền bạc suy cho cùng chỉ là một công cụ. Nó có thể mua được những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt, có thể mua được nhà cao, cửa rộng, xe sang, giày hiệu. Có đôi khi, nó còn mang lại cho bạn cảm giác an toàn. Thế nhưng tiền bạc không thể giúp bạn hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt, cũng không thể giúp bạn thoát khỏi sự cô đơn. Cảm giác hạnh phúc do tiền bạc mang đến chỉ là thoáng qua, chứ chưa bao giờ giúp con người ta hạnh phúc thực sự. Thứ ba, yêu là một loại cảm xúc và cũng là một lựa chọn. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu khiến trái tim người ta loạn nhịp, hay những tình yêu bùng cháy mãnh liệt trong chốc lát thường không bền. Bởi lẽ tình yêu không chỉ là một loại cảm xúc mà còn là lựa chọn mà bạn gặp mỗi ngày. Tình yêu cần sự đầu tư, cần sự tin tưởng, cần sự bao dung, cần sự thấu hiểu. Muốn làm được những điều đó, nghĩ thì dễ, thực hiện mới khó. Chỉ có năm tháng dài rộng vẫn chung thủy một lòng mới là minh chứng rõ nhất. Thứ tư, người nghiêm khắc với bạn chính là người tốt. Cuộc sống vốn là vậy, thuốc đắng thì dã tật, lời nói thật thì thường khó nghe. Có một vài người nhìn thì lạnh lùng, khó tiếp cận, hoặc không cũng cực kỳ nghiêm túc, thích vạch lá tìm sâu. Chưa đến cuối cùng, có thể bạn sẽ không hiểu được ý tốt của họ, nhưng về bản chất, họ vẫn là người tốt. Thứ năm, thiếu kiến thức không có gì đáng phải xấu hổ hết. Không có ai là biết tất cả, cũng không ai có thể giải đáp mọi vấn đề. Dù bạn nói ra câu, tôi không biết, thì cũng không có gì đáng để mất mặt cả. Giả vờ hoàn hảo không thể khiến bạn thực sự trở nên hoàn hảo, mà chỉ khiến bạn mệt nhoài vì phải duy trì hình tượng giả tạo ngụy trang ấy. Là con người, ai cũng sẽ mắc sai lầm, thậm chí đôi khi còn làm cả vấn đề bung bét hơn. Phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, đó mới là cuộc sống. Không ai thích một con người quá hoàn mỹ. Hãy nhớ rằng một chút khiếm khuyết không làm ảnh hưởng đến toàn bộ. Ngược lại, khiếm khuyết đôi khi còn khiến bạn trở nên thú vị hơn và dễ tiếp cận hơn. 6. Đừng so sánh mình với người khác. Khi biết tận hưởng cuộc sống của chính mình, bạn sẽ sống một cách thoải mái hơn, dễ chịu hơn, đường đi đến hạnh phúc cũng dễ tìm kiếm hơn. Sinh mạng này là của bạn, cuộc sống này cũng là của bạn. Đừng lãng phí thời gian đi so sánh bản thân mình với người khác. Ai cũng có điểm đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Ai cũng có chút thiếu sót gì đó cho riêng mình. Nào có ai mọi thứ đều thuận lợi như ý đâu. 7. Chú ý đến sức khỏe ngay từ bây giờ. Tuổi tâm hồn thường già đi muộn hơn tuổi vật lý từ 10 đến 15 năm. Sức khỏe của bạn sẽ yếu đi nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều. Và điều đáng sợ là phần lớn thời gian bạn sẽ không nhận ra điều này. Thế nên nếu bạn không muốn điều bất trắc xảy ra, ngay từ lúc này đây, hãy nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống lành mạnh và vận động nhiều hơn. 8. Bảo vệ niềm hạnh phúc của bản thân. Hạnh phúc vốn là một loại khả năng. Bạn có thể hạnh phúc hay không, điều này phụ thuộc vào thái độ, tâm thế của bạn. Ai cũng có phiền não của riêng mình. Quan trọng là bạn phải phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu và chút bỏ chúng kịp thời. Còn người ta sống ở đời, sống lâu chẳng bằng sống vui,
Lương cao chẳng bằng vui khỏe, hạnh phúc mới là động lực giúp con người sẵn sàng nỗ lực, sẵn sàng tiến lên. 9. Tha thứ cho những người chưa từng đối xử tốt với bạn. Tha thứ cho người khác là một món quà bạn tự dành cho mình. Tha thứ giúp bạn tập trung hơn cho tương lai, thay vì nhập nhằng mãi với quá khứ. Khi bạn tha thứ cho những gì đã qua, thì bạn mới có khả năng khám phá ra những sức mạnh tiềm tàng khác. Không có sự tha thứ, vết thương lòng của bạn sẽ không bao giờ lành để bạn có thể tiếp tục bước về phía tương lai. Bất kỳ điều gì xảy ra trong quá khứ đều chỉ là một chương của cuộc đời mà thôi. Đừng đóng sách lại, hãy lật sang trang mới. 10. Luôn ngẩng cao đầu và giữ nụ cười trên môi. Mỗi ngày bạn còn sống đều là một chương của cuộc đời. Trừ khi sinh mệnh bạn kết thúc, nếu không cơ hội sẽ luôn tồn tại. Đừng khóc cho quá khứ, hãy cầu nguyện rằng bản thân có thể vượt qua vết thương ngày hôm qua. Đừng miễn cưỡng cười vui để che đi sự đau khổ, hãy dùng nụ cười đó để chữa lành những tổn thương. Đừng suy nghĩ mãi về những bi thương sầu khổ trong nhân thế, hãy hướng đến những điều tốt đẹp vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Quý vị thân mến, trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng có rất nhiều lựa chọn. Đứng trước mỗi lựa chọn, chúng ta lại phân vân đắn đo xem chọn cái nào mới đúng. Hãy tham khảo 9 cách lựa chọn dưới đây của người xưa để không phạm phải sai lầm quá lớn và có một cuộc đời bình an. Thứ nhất, thà rằng giả ngốc chứ đừng tự cho là mình thông minh hơn người. Trong cuộc sống, những sự việc khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của chúng ta là lớn bao nhiêu, thì việc nhận thức đúng đắn một vấn đề nào đó đều là rất khó. Nếu chúng ta đem tri thức hiện tại của mình để hiểu rõ, thì chỉ trong thoáng chốc, nó lại phát sinh biến hóa, thậm chí sự biến hóa này là không ngừng nghỉ. Thực tế cũng chỉ ra rằng, không ai yêu thích người luôn tự cho mình là thông minh hơn người cả. Cho nên, phải luôn bảo trì thái độ khiêm tốn, thận trọng, can đảm, nhận mình là người ngốc nghếch trước đấng tạo hóa. 2. Thà rằng vất vả, chứ đừng ham muốn hưởng lạc. Bởi vì ham muốn hưởng lạc sẽ sinh ra các loại ma tính, làm nhụt ý chí và ăn mòn tâm linh của chúng ta. Chỉ có vất vả cần cù, chịu khó, chịu khổ mới có thể rèn luyện được ý chí của con người. 3. Thà rằng giả thua, chứ đừng luôn hiếu thắng. Đặc biệt là trên phương diện tranh luận không cần thiết, người biết giả thua để giữ lợi ích cho đôi bên, đó là một sự buông bỏ. Người dám từ bỏ cái danh là người hiểu đạo lý. Trong cuộc sống, có biết bao người vì hiếu thắng mà không gượng dậy nổi. Thực tế chỉ ra rằng, vô luận là trong mối quan hệ cá nhân hay rộng lớn hơn là một quốc gia, thì hai bên cùng thắng mới là lựa chọn tốt nhất. 4. Tha rằng chịu thiệt, chứ đừng chiếm món lợi nhỏ. Đa số con người đều ham lợi, đều muốn chiếm được phần lợi, nhưng lại không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Mỗi người chúng ta cần hiểu đạo lý, chịu thiệt là phúc. Tất nhiên cũng phải hiểu rõ chịu thiệt và chịu bị lừa đảo. Nhưng dù cho có bị lừa đảo cũng đừng lo. Hãy tin tưởng vào quy luật của tự nhiên và xã hội, không cần chúng ta phải nghĩ mưu tính kế để trả thù. 5. Tha rằng giả nghèo, chứ đừng khoe khoang của cải. Người xưa có câu, vi phú bất nhân. Người làm giàu thì thường không có nhân đức. Tình trạng này là có thật với một bộ phận người, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Người xưa làm giàu đều là làm giàu một cách hợp pháp, hợp đạo, nên họ chỉ mong được cuộc sống, áo cơm không phải lo, vậy là đủ. Cổ nhân có câu, nếu có người ngưỡng mộ, làm thân với bạn vì bạn giàu có, thì mầm mống tai họa cũng đang cách không xa bạn đâu. 6. Thà rằng là người bình thường, chứ đừng mua danh, chuộc tiếng.
Một điều mà không mấy ai để ý, đó chính là bình thường, là hạnh phúc. Một người phải nghĩ cách lừa gạt, mua danh, chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn vô cùng mệt mỏi, gây chuyện thị phi và gieo gió ắt gặt bão. 7. Tha rằng giả tự tin, chứ đừng mù quáng, bi quan. Tự tin chính là một loại sức mạnh. Cho dù sự tự tin của chúng ta có chút mù quáng, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Chúng ta có thể ở trong thực tiễn mà điều chỉnh, mà tìm đúng vị trí của mình. Còn nếu như mù quáng, tự ti, luôn bi quan, thì chúng ta tự nhiên sẽ mất đi tất cả. 8. Tha rằng khỏe mạnh, chứ đừng tranh công danh, lợi lộc. Bởi vì sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Không có công danh lợi lộc, nhưng khỏe mạnh là chúng ta đã đang sống tốt. Nhưng nếu có công danh lợi lộc mà mất đi sức khỏe, thì chính là chúng ta đã đang mất đi tất cả rồi. 9. Tha rằng kiên trì, chịu khổ, chứ đừng dễ dàng vứt bỏ hy vọng. Ước mơ, hy vọng là ngọn hải đăng chỉ đường. Kiên trì lại là một loại năng lực của con người. Khi đã có một ước mơ, hy vọng đúng đắn, tốt đẹp, chỉ có kiên trì thực hiện thì mới thành công. Muốn sống một cuộc đời như thế nào là tùy thuộc ở bản thân của mỗi chúng ta. Nhưng sống trên đời, sao cho không lãng phí, cần phải suy nghĩ và lựa chọn đúng đắn. Chỉ có xác định được điều gì là quan trọng nhất thì cuộc đời của chúng ta mới trôi qua một cách ý nghĩa. Trong cuộc đời, làm người đừng quá gian trá, bởi ai cũng không phải là người ngốc. Người xưa giảng chịu thiệt là phúc, cho nên đứng trước lợi ích, được và mất, người xưa luôn cân nhắc lựa chọn theo đạo đức, bởi vì họ tin rằng mọi phúc báo đều là do đức sinh ra. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình.